Ông Trầm B bình tĩnh nhận bản án 4 năm tù, phạm công danh ngã quỵ. Ông Trầm B được hưởng mức án nhẹ nhất trong khung hình phạt 4 năm tù. Ông Phạm Công Danh và nhiều cấp thuộc chịu tổng mức án lên đến 30 năm tù. Trưa ngày 6 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án các bị cáo trong vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Vietinbank và BIDV, Sacombank và TVBank. Theo đó, ông Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị VNCB, lãnh 20 năm tù, tổng hợp các hình phạt với mức án cũ thành 30 năm tù. Ông Phan Thành Mai, nguyên tổng giám đốc VNCB, lãnh 10 năm tù, tổng hợp bản án thành 30 năm tù. Ông Mai Hữu Khương, nguyên tổng giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, lãnh 10 năm tù, tổng hình phạt mức án thành 30 năm tù. Bên cạnh đó, ông Trầm B, phó chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank, lãnh 4 năm tù. Ông Phan Hữu Khang, nguyên tổng giám đốc Sacombank, lãnh 3 năm tù. Ngoài ra, 41 bị cáo đồng phạm lãnh 3 năm tù cho hưởng án treo đến 22 năm tù. Nghe tòa tuyên án, ông Phạm Công Danh tỏ ra hết sức mệt mỏi, đứng không vững, liên tục vuốt mặt. Khi được hội đồng xét xử cho ngồi, ông Danh ôm ngực, người quỷ đằng sau. Ngược lại, ông Trầm B bình tĩnh đón nhận bản án. Theo nhận định của hội đồng xét xử, bị cáo Phạm Công Danh đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại 6.100 tỷ đồng cho VNCB. Bị cáo Danh đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra, gia đình có công với cách mạng. Hành vi phạm tội của bị cáo Danh đồng thời hết sức tinh vi, nguy hiểm cho xã hội nên cần mức án nghiêm khắc để răn đe. Hội đồng xét xử đánh giá. Trong khi đó, ông Trầm B vì lợi cho ngân hàng mà không thẩm định phương án kinh doanh, giúp sức cho ông Phạm Công Danh dùng 29 lượt pháp nhân do công ty sân sao của ông Danh vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng cho VNCB. Nguyên tổng giám đốc VNCB Phan Thành Mai thực hiện các chỉ đạo của ông Danh, thực hiện nhiều hành vi sai phạm, giúp sức cho ông này chiếm đoạt tiền của công ty VNCB. Ngoài ra, các bị cáo còn lại cũng đóng vai trò giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo của các bị cáo chủ mưu. Về trách nhiệm dân sự, cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên án thu hồi 6.100 tỷ đồng từ các ngân hàng Sacombank, BIDV và TVBank để khắc phục hậu quả cho VNCB, nay là CB. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng ba ngân hàng này đã thu nợ đúng quy định pháp luật. Hội đồng xét xử tuyên phạt buộc bị cáo Danh và tập đoàn Thiên Thanh liên đới trách nhiệm bồi thường thiệt hại số tiền 6.100 tỷ đồng gửi cho ngân hàng VNCB tại ba ngân hàng nhỏ Sacombank, BIDV và TVBank. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng quyết định tịch thu hàng trăm tỷ đồng mà ông Phạm Công Danh sử dụng trái pháp luật để được trả cho nhiều đại gia. Trong số đó, hội đồng xét xử cho rằng cần tịch thu 194 tỷ đồng mà ông Phạm Công Danh chuyển cho ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích. Theo đó, những số tiền này là vật chứng của vụ án nên cần thiết phải thu hồi. Số tiền 4.500 tỷ đồng là tiền của Phạm Công Danh được cho là đã chuyển vào VNCB. Hội đồng xét xử cho rằng cần xem xét số tiền này là của ông Danh để thu hồi nhằm khắc phục hậu quả và phần dân sự trong hai giai đoạn của vụ án. Theo cáo trạng, quá trình điều hành VNCB giai đoạn 2013-2014, ông Danh cần vay trả nợ và duy trì hoạt động, tăng vốn điều lệ của ngân hàng do mình làm chủ. Nguyên chủ tịch VNCB chỉ đạo cho Phan Thành Mai, tổng giám đốc VNCB và thuộc cấp dùng tiền của VNCB đảm bảo cho 29 lượt công ty sân sao của ông Danh vay hơn 6.100 tỷ đồng tại ba ngân hàng Sacombank, BIDV và TVBank. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2013, ông Danh gặp ông Trầm B và Phan Huy Khang, tổng giám đốc Sacombank, đặt vấn đề vay vốn của Sacombank bảo lãnh bằng tiền của VNCB. Biết rõ Phạm Công Danh và đồng phạm thực hiện trái quy định, song ông Trầm B vẫn đồng ý phê duyệt cho vay. Tương tự, ông Danh dùng tiền công ty sân sao đặt vấn đề vay vốn của BIDV 4.700 tỷ đồng thông qua Đoàn Ánh Sáng và Trần Lục Lan, tiếp tục đảm bảo bằng tiền gửi tại BIDV. Ngoài ra,
Chủ tịch VNCB mượn pháp nhân các công ty của Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Lộc Việt, Đặng Thị Bích Thủy, Phan Việt Cường, Giám đốc, Phó Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TVBank, vay của TVBank 1.666 tỷ đồng và sử dụng 1.700 tỷ đồng tiền gửi của VNCB để đảm bảo. Do các công ty của ông Phạm Công Danh không thể trả nợ, ba nhà băng đã thu hồi tiền vay từ gửi tiền của VNCB nên không thiệt hại. Nhưng việc này đã khiến VNCB thiệt hại 6.100 tỷ đồng. Trong đó, ông Trầm B cùng cấp dưới là Phan Huy Khang, Tổng Giám đốc Sacombank, được xác định là giúp sức cho ông Phạm Huy Danh rút trái phép hơn 1.800 tỷ đồng của VNCB. Phía BIDV giúp sức ông Danh gây thiệt hại cho VNCB 2.550 tỷ đồng, còn lại từ TVBank. Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình, chuyện về hai cán bộ bị bắt. Tin Nguyễn Khắc Tuấn, Đỗ Mạnh Tuấn đã bị bắt vì liên quan đến gian lận điểm thi tại Hòa Bình, khiến cả vùng quê yên bình của hai bị can bỗng dậy sóng. Tại nơi của Nguyễn Khắc Tuấn, tổ 21, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, hàng xóm cho biết Nguyễn Khắc Tuấn và Đỗ Mạnh Tuấn, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lạc Thủy, vốn là hai người bạn thân. Trước khi được bổ nhiệm làm hiệu phó, Đỗ Mạnh Tuấn cũng là chuyên viên của phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình. Chiều ngày 4 tháng 8, trao đổi với báo chí, hiệu trưởng trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở, trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, Nguyễn Công Điền cho biết, ông Tuấn là cán bộ từ Sở Giáo dục và Đào tạo mới chuyển về trường được 2 năm và một trong ba cán bộ quản lý. Lĩnh vực quản lý của ông Tuấn là chuyên môn. Cũng theo thông tin từ lãnh đạo này, trước đây, ông Tuấn tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và là giáo viên môn tin học. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, ông Tuấn được Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình điều động lên tham gia công tác chấm thi. Tối ngày 4 tháng 8, phóng viên tìm đến nhà của thầy Đỗ Mạnh Tuấn, bố đẻ của Tuấn từ chối mọi câu hỏi. Ông chỉ cho biết ông từng làm chủ tịch hội đồng thi lớn và không hiểu sao Tuấn lại làm chuyện này, vì ông vốn là giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Còn Nguyễn Khắc Tuấn, theo thông tin chia sẻ từ mẹ bị can, trước đây con trai mình từng làm việc công ty bảo hiểm Bảo Việt. Sau đó, Nguyễn Khắc Tuấn học tin học rồi về làm thầy giáo dạy tin học tại trường Trung học Phổ thông Cộng Hòa, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Do đó, Khắc Tuấn vẫn được nhiều học sinh cũ gọi bằng tên thân mật là thầy Tuấn Tinh hoặc thầy Tuấn Vó. Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Khắc Tuấn đang học thạc sĩ vào chuẩn bị bảo vệ luận án. Gia đình riêng của Tuấn đang sinh sống tại phố Vó, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Theo tìm hiểu của phóng viên, thì tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, ông Nguyễn Khắc Tuấn là ủy viên trong tổ chấm thi trắc nghiệm của Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình. Hàng xóm của mẹ Khắc Tuấn cho hay, chiều ngày 3 tháng 8, khi biết tin, mẹ Tuấn khóc suốt và không muốn ăn uống gì. Cả mẹ Tuấn và hàng xóm đều ngỡ ngàng khi thấy thông tin Tuấn bị bắt trên TV. Căn nhà của mẹ Tuấn nằm ngay trên mặt đường phố Vó, chiều 4 tháng 8, mưa tầm tã, mất điện, ngôi nhà tối om. Bà Hát bỏ mặc các đồ hàng mã bày bán bên ngoài, lặng lẽ vào trong nhà trông nom cháu nội. Giọng bà nghẹn ngẹn, bà mong được gặp Tuấn để mắng mỏ con sao lại làm việc dại dột như thế. Tuấn có một người anh trai làm nghề tự do, hiện tại đang sống cùng với mẹ. Bà Hát cũng đã nghỉ hưu từ lâu, và Tuấn làm giáo viên cấp 2. Hai vợ chồng có một con nhỏ, năm nay lên lớp 5. Tuấn làm việc ở trên tỉnh, thường về Lạc Sơn thăm vợ con vào ngày nghỉ cuối tuần. Ngỡ ngàng cũng là cảm xúc của một bí thư chi bộ nơi Nguyễn Khắc Tuấn đang sinh sống. Ông cho hay, từ trước đến nay, ở đây yên tĩnh và bà con sinh sống rất tình cảm. Chia sẻ thêm về Nguyễn Khắc Tuấn, bí thư này cho biết, Tuấn công tác trên tỉnh nên đi suốt, chủ yếu ngày nghỉ mới về với mẹ. Mẹ Tuấn là cán bộ hưu trí, trước đây làm cán bộ thương nghiệp huyện. Trao đổi với phóng viên, chiều ngày 4 tháng 8, ông Bùi Văn Kín, trưởng công an xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nói,
không biết Tuấn có liên quan đến vụ gian lận điểm thi cử ở Hòa Bình. Nhưng đúng là tôi ngỡ ngàng khi biết tin này. Hôm trước, xuống nhà anh trai nó, tôi còn bảo thi cử ở Hà Giang, Sơn La căng thẳng ghê. Rồi tôi nói đùa với anh trai nó, may mà Tuấn nhà mình không bị gì cả. Lúc đó, cả nhà anh trai nó và tôi đều không biết chuyện gì xảy ra. Thế không ngờ, lại ra nông nỗi này. Tôi cũng mong các cơ quan chức năng điều tra cụ thể. Ông Kín cũng cho biết thêm, trước khi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, chính ông cùng Bộ Công an còn đến nhà Tuấn để làm cam kết in ấn, phát hiện tài liệu liên quan đến thi cử. Vì nhà Tuấn có máy photo. Trao đổi với báo Tiền Phong, nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Trung học Phổ thông Dân lập Đinh Tiên Hoàng cho biết, với giáo dục phải biết xử lý triệt để bằng được tiêu cực. Trong thi cử phải làm thế nào để con người ta không thể và không dám tiêu cực? Không thể, tức là quy trình phải chặt chẽ, hạn chế tối đa sự can thiệp của con người. Không dám, tức là xử lý thật nghiêm minh. Ngành nào có tiêu cực thì cần cũng phải xử lý, nhưng với giáo dục phải đi đầu và phải làm nghiêm, thầy Tùng Lâm nói.